Này, anh có bị hâm không đấy? Tự nhiên lại hẹn ra quán của vợ em để tham quan. Anh nghĩ em giấu mỏ vàng ở dưới nhà đấy à? Tao có bảo tao đầu tư đâu. Nhưng đến xem tình hình nào mà. Nhưng mà như thế nó tạo hy vọng. Thì cũng phải đi kiếm việc làm chứ. Ở nhà mãi à? Loa phường à? Lại bắt đầu. Nói mặt cứ trơ ra. Cứ toan nhè lúc con bé đang học là y rằng ông ổng ổng hát. Hát thì dở, thích hát nhiều. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc. Loại vô ý thức. Đâu nhà nào cô? Đấy, nhà bên này cơ mà. Hàng xóm mới về. Anh không biết đâu. Mới thì cũng chả mới. Chuyển về đây mấy năm rồi bác ạ. Chính là cái nhà mà chiều nay đấy vứt rác ở cổng nhà mình đấy bác. À thế à? Thôi, cái loại này dây làm gì hả em? Cái này là loại cùn ở phố rồi. Đừng có dây vào. Chiều nay em sang mắng cho mấy câu đấy. Hay đính hát cả đêm để trả đũa đây. Rót đầy ly can. Xoay dùng ta, xoay dùng ta. Như từ thuở bao giờ. Thế thì để... Thế cứ để nó như thế à? Dù kệ nó muốn hát cái gì nó hát. Em với anh đi ra kia làm vài ly đi. Cái chỗ quán cũ ấy, lâu lắm rồi anh em mình không ngồi với nhau. Vừa cơm no căng cả mề ra bây giờ lại còn làm vài ly đi. Ai trông cái mầm? Bác cứ đi đi, bác đi về nhà em cho nó vui. Em ở nhà với cháu được rồi ạ. Đấy, có người trông cái mầm rồi, thôi đi đi. Đi, nhanh lên, đi. Anh đi đây coi. Dạ, dạ. Trong âm vang, trong âm vang. Điên. Yo. Ui, rượu nặng cái này mà phát hết luôn á. Anh vẫn khét lẹt lẹt như xưa ấy nhỉ. Thế mà lúc nãy em rủ đi là có nóng nghèo cơ. Thế ở bên kia anh có hay nhậu nhẹt không? Chui lủi như chó. Nhớ bị tóm cái đã công cốc bao năm rồi. Có ra được ngoài đâu mà nhậu với cả nhẹt. Kể ra số của anh cũng long đong lận đận là phết nhỉ. Như anh phải đổi mũ ấy. Nhìn thấy người quen à? Cái gì đây? Anh Chí. Ê. Ê. Ngăn nó lại. Đừng để nó thấy tao. Việc gì khó phải đến tay em ấy nhỉ? Kể ra em khét đẹp lẹp. Đấy. Ôi giời. Ôi em xin lỗi, em say quá, xin lỗi nhá. Mắt mũi kiểu gì đấy? Ôi, ông anh thông cảm, say quá. Ôi anh để em, để em. Em nhặt cho. Cái ví này của anh nhá. Không biết em. Của anh à? Không biết, không biết. Của em ạ, à. Cho em xin lại. Của em à? Em cảm ơn anh. Sau cẩn thận nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Đâu nhỉ? Anh đi đâu rồi? Nó bỏ đồng đội thế. Đây đây em về đây.